Làm cái gì? Tôi thấy quần chị rơi nên là tôi cầm lên hộ thôi. Đúng là biến thái mà. Đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa. Nếu không ấy, tôi mách anh Phiêu đấy. Cái gì? Mách anh Phiêu? Thì mách đi. Để xem anh Phiêu tin ai. Tin chị hay là tin tôi? À, em bảo này. Hay là chị em mình... Mất dạy! Anh ơi, mình xem thế nào cho chú Phúc ra ở riêng được không? Lại có chuyện gì à? Chuyện này hơi khó nói. Bây giờ mẹ không nói thì làm sao mà anh giải quyết được? Nhà chỉ có hai anh em thôi, bây giờ chú ý không ở đây thì ở đâu? Thì hôm nay em thấy chú ấy cầm đồ lót của em bị làm cho biến thái. Em nói linh tinh gì đấy? Chắc là chú ý thấy rơi nên nhặt lên thôi, chứ làm gì có chuyện ấy. Anh biết là hai chị em tính không hòa hợp với nhau, nhưng mà không vì thế mà em nghĩ xấu cho chú ý được. Thì ý của anh nói là em bịa giả. Thì anh không có ý đó. Ý của anh ấy là chú ý không phải là người như thế, em hiểu chưa? Hôm nay em trai của anh định vạ tính tôi. Em nói cái gì cơ? Không, chắc là em nghĩ nhiều quá rồi. Anh đi ngủ đi. Làm gì thì chú tự biết. Cứ bày bừa ra như thế xong bắt người khác phải dọn là như thế nào? Bà bị điên à? Tôi có bắt bà phải dọn đâu, tôi không bị cụ tay đâu. Này, chú nên nhớ nhá, chú đang ở ké nhà anh chị, sống thì phải biết điều một chút chứ. Thôi, có chuyện gì màu nào thế hả? Anh về rồi đúng không? Anh xem mà dạy dỗ lại em trai của anh đi. Đàn ông đàn A 20 mấy tuổi đầu rồi, không chịu đi làm gì cả, suốt ngày ở nhà ăn chơi lêu lổng, bày bừa ra rồi bắt người khác phải dọn thôi. Anh Phiêu ơi, em đang tìm việc mà chị cứ làm phiền em. Em chả tìm được đâu. Không sao. Kìa em, thời buổi này thì việc khó khăn. Mình tạo điều kiện cho chú ý chút đi. Tạo điều kiện á? Thế cho ăn nhờ, ở nhờ rồi còn không đủ à? Hay là em phải làm ô xin riêng cho chú ấy thì anh mới vừa lòng? Anh Phiêu ơi, hay là em dọn ra ngoài ở riêng nhá. Riêng với chung cái gì? Anh không lo cho mày thì anh lo cho ai? Hả? Cứ ở đây bao giờ tìm được việc rồi tính tiếp. Thôi mà, có gì không hay không phải, mình bỏ qua cho chú ấy đi. Anh không muốn cái nhà này nó xào xáo lên. Anh nói như thế thì em cũng chịu thôi. Đừng để đến lúc phải hối hận là được. Anh Phiêu ơi, hay là em ra ngoài thật nhá. Anh cấm mày không được nói như thế nữa nhá. Cứ ở đây đi. Giật mình. Hôm nay mẹ có chối được nữa không? Chị bình tĩnh nghe em nói đó. Hay là chị để máy điện thoại ở đây đi, xong rồi em với chị tình cảm với nhau một tí. Anh Phiêu đi làm để em phục vụ chị nhá. Chà, Phúc đâu? Sao không xuống ăn cơm? À, chắc là cậu ấy đang đợi em dâng cơm tận mồm cho ấy mà. Này, em nói năng kiểu gì đấy hả? Phúc ơi! Có chuyện gì sao mà cứ nằm có giò thế này hả? Em bị đau bụng, không sao đâu ạ. Để anh xem nào. Thôi. Có gì còn đi viện. Không sao đâu, thôi. Anh Phiêu nói đúng rồi đấy. Lật cái chân ra xem nào. Để anh xem nào. Thôi. Trời ơi, cái gì thế này? Hả? Mày làm cái trò biến thái gì thế? Con cá gì nữa đây? Anh thấy em nói đúng chưa? Em còn quay lại cả video làm bằng chứng đây. Mày! Mày cứ làm gì mà cứ ôm cái chỗ đấy thế hả? Chắc là do cái đấy đấy.
Biến thái này. Hôm nay nhá, chị cho mày ăn chim quay luôn. Nếu mà em không làm cách này thì làm sao mà chứng minh những gì nó là sự thật được. Còn Phúc, không dậy mà đi vệ sinh đi. Đến lúc học hết chỗ đấy không ai cứu được đâu. Rồi ôi, ủa công tao nuôi mày, tao nuôi nấng mày. Bây giờ mày làm những cái trò dơ bẩn như này à? Mày xuống đây. Đau em. Đau. Mày lớn rồi, tự ra ngoài mà kiếm sống đi. Không ai cho mày dựa dẫm mãi đâu. Không phải đùa ấy, đã thế thì tự đi. Kiểu thằng này, mày đúng là ép tục chưa rồi. Tao không dạy được mày ấy, thì để sao dạy mày. Tỉnh dậy đi. Này. Anh chị đây à? Em xấu hổ quá, không dám nhìn mặt anh chị nữa đâu à. Anh chị ước mặc kệ em cho em chết đi. Kìa, nói cái gì đây? Em biết lỗi là tốt rồi. Anh chị tha lỗi cho em mà. Anh chị nói thật không ạ? Nhưng mà thôi, em xấu hổ lắm. Em không dám về nhà nữa đâu. Anh chị ước kệ em. Em sẽ ra ngoài tìm chỗ ở riêng, không làm phiền anh chị nữa đâu ạ. Tìm gì thì cũng về nhà trước đã. Về thôi. Em xin lỗi hai người. Từ nay em sẽ sửa đổi, em hứa.